VietWorld TV xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị luôn bình an trong cuộc sống và may mắn trong cuộc đời. Xin gửi đến quý vị một tin tức tại Trung Quốc, đó là nữ phạm nhân xinh đẹp và yêu cầu quái gở trước khi ra pháp trường. Vụ án gây rúng động năm ấy khiến một thiếu nữ mới 21 tuổi nhận bản án tử hình. Yêu cầu cuối cùng của cô cũng chỉ là được xinh đẹp trọn vẹn trước khi bước sang thế giới bên kia. Nhậm Tuyết, nữ phạm nhân xinh đẹp nhận mức án tử hình năm 21 tuổi là câu chuyện khiến không ít người nghe xong đều cảm thấy nặng lòng thương cảm cho một số kiếp hồng nhan bạc phận. Sinh ra trong một gia đình nghèo, có hai người anh trai, mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Năm 18 tuổi, Nhậm Tuyết được cha mẹ gửi đến một mỏ nhôm tại địa phương để làm việc. Tại đây, chủ mỏ nhôm là Đới Đức Sương thấy cô gái trẻ xinh đẹp liền nảy sinh tình cảm. Lấy lý do Nhậm Tuyết không có đủ giấy tờ làm việc và định sa thải cô. Tuy nhiên, hắn ta úp mở rằng nếu muốn ở lại, cô phải trả một cái giá đắt, và cái giá ấy chính là thân thể của cô. Cứ như vậy, Nhậm Tuyết trở thành người tình của Đới Đức Sương. Thường ngày, Đới Đức Sương đối xử với cô rất tốt, thỉnh thoảng còn cho cô tiền. Thế nhưng một thời gian sau, mỏ nhôm xảy ra vấn đề. Đới Đức Sương bị thanh tra phát hiện trốn thuế. Thanh tra nọ khi đến kiểm tra thì rất vừa mắt Nhậm Tuyết, liền ngỏ ý với Đới Đức Sương muốn vui vẻ với Nhậm Tuyết rồi sẽ xem xét bỏ án cho mỏ nhôm. Đới Đức Sương ngay lập tức dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Nhậm Tuyết, nói rằng đây sẽ là lần duy nhất làm vậy. Và Nhậm Tuyết ngây thơ đã tin tưởng Đới Đức Sương. Tuy nhiên, tên này tiếp tục dùng Nhậm Tuyết để dụ dỗ nhiều quan chức khác, còn không để cho cô trở thành nhân viên chính thức của mỏ nhôm. Sau một thời gian, Nhậm Tuyết mới nhận ra mình bị lừa. Cô cùng bạn thân là Tào Lâm Lâm giết Đới Đức Sương cùng con gái. Dưới tòa, bị cáo xinh đẹp 21 tuổi nhận mức án tử hình cho hai mạng người. Trong phiên tòa xử tử, gia đình của Nhậm Tuyết không hề xuất hiện. Trước giờ hành quyết, khi được hỏi nguyện vọng cuối cùng của mình là gì, thiếu nữ mới đôi mươi nói: "Tôi muốn viên đạn xuyên qua miệng mình, bởi vì làm vậy sẽ không làm hỏng gương mặt xinh đẹp của tôi trước khi sang thế giới bên kia." Có rất nhiều comment của cộng đồng mạng, như bạn Nguyễn Thủy thì comment: "Thương con, cha mẹ là nguồn gốc trọng nam khinh nữ, nô lệ tình dục khiến cô ấy đã làm nhiều điều tồi tệ nhất, vẫn yêu cô gái trẻ xinh đẹp và bất hạnh ấy." Bạn Hoàng Vũ thì bình luận: "Đọc cho kỹ một chút nhé. Cô ấy vì ngây thơ bị lũ người lan sói lợi dụng. Tình yêu không có thực với kẻ lợi dụng kiếp sống của người khác. Họ không nguy hiểm khi bạn không lợi dụng và dành cho họ sự nguy hiểm và lừa dối. Hãy sống chân thành và chia sẻ, đừng tham lam quá." Ở đây người thầu mỏ nhôm tham lam quá rồi, đã lợi dụng người khốn khổ rồi lại tiếp tục lừa dối, hòng lợi dụng cho mình. Tôi thấy thương cho người phụ nữ này vì còn không được yêu. Chắc là khi quý vị nghe xong bản tin này sẽ có rất nhiều luồng suy nghĩ xung quanh các nhân vật trong vụ án. Quý vị có ý kiến như thế nào? Xin mời quý vị comment bên dưới. VietWorld TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube VietWorld TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị mỗi ngày được an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin trân trọng, kính chào.